vì là để chuẩn bị cho lễ khai giảng và chuẩn bị cho công tác bán trú nữa, công tác tiếp nhận học sinh đầu năm học. Cho nên là ở nhà trường thì các thầy cô gần như là đi full full hết cả và cho nên là kể cả cái thời gian để các thầy cô cập nhật làm bài tập ấy cũng nó cũng hơi chậm trễ một chút. Tuy nhiên là đây là một cái tuần là cực kỳ ý nghĩa bởi vì nó khởi đầu một năm học mới. Năm nay ở năm học này thì trường tiểu học thị trấn Trúc số 1 đã có một cái sự thay đổi. Khi mà Đã có một sự thay đổi khi mà tổ chức một lễ khai giảng nó khác bình thường một chút, thay vì cái việc yêu cầu phụ huynh tặng hoa, không phải là yêu cầu mà là theo lệ thường thì các phụ huynh là đầu năm học thì đến tặng hoa để chúc mừng thầy cô nhà trường, thì cũng là đúc kết từ chương trình văn hóa đọc, thì chúng tôi cũng đã nảy ra một cái ý tưởng và cũng là một cái sự gợi ý từ khá lâu rồi, từ buổi ý kiến thắng về một lễ khai giảng thực tế. Tuy nhiên là nhà trường thì cũng chưa có điều kiện và chưa có tư duy sâu để làm một trọn vẹn một lễ khai giảng thực tế, nhưng chúng tôi đã đưa vào đó một hoạt động, đó là thay vì là đề nghị các phụ huynh là thay vì tặng những cái bó hoa tươi thắm là bằng những cây, bằng những cây xanh, bằng những chậu cảnh. Và hiện tại bây giờ thì không gian nhà trường là phủ hết các cây trồng cảnh và các cây xanh, các vỏ treo, và đấy chính là những mầm sống, đó là những cái mầm xanh, đó là thiên nhiên mà các cha mẹ đã tặng cho thầy trò nhà trường, và chính các con của họ đã được giáo dục lòng biết ơn bố mẹ bằng cách là thầy cô đã trao cho các con một nhiệm vụ là hàng ngày các con sẽ chăm sóc cái món quà đó của cha mẹ của mình, và cũng hứa hẹn là đến cuối học kỳ 1 hay là đến cuối năm học những cuộc họp cha mẹ học sinh tiếp theo thì các phụ huynh học sinh có thể thấy được cái thành quả của mình, những cái sự thay đổi trong cái tư duy tặng quà cho thầy trò nhà trường nó có sự khác biệt là như vậy. Thế và cũng trong tuần vừa rồi thì cái công tác để đặt sách nghề thầy và sách giáo thực tế của nhà trường mình thì các bạn xin phép hơi thì cũng mới gửi được cái bộ sách đến cho thầy trò nhà trường, cho nên là cái công tác mà triển khai thực hiện ở trên các lớp thì cũng chưa được tập trung lắm bởi vì các thầy cô là trong cái tuần đầu tiên nó còn rất là vất vả để dành thời gian cho cái việc ổn định trật tự lớp học và nhiều những cái nội dung khác nữa, cho nên là cái công tác thực hiện thì có lẽ là trong tuần này thì sau buổi ngày hôm nay thì bắt đầu tuần sau thì chúng tôi sẽ triển khai ở trên lớp cho các con học sinh cái hoạt động đọc sách và cái hoạt động là biên chế các sách đến các thư viện. Ở ngày thứ bảy ngày chủ nhật tuần này thì nhà trường tiến hành họp cha mẹ học sinh toàn trường, thì kế hoạch của nhà trường là sau cái buổi hôm đấy là chúng tôi sẽ nhất sẽ trao đổi với các bậc cha mẹ học sinh về mục đích ý nghĩa của cái hoạt động văn hóa đọc của thầy và trò nhà trường, và cũng đề nghị các bậc cha mẹ học sinh chung tay vào, thì khi đó thì sẽ tiến hành đồng bộ từ thầy cô và các con cùng với lại gia đình. Thì đấy là một số những cái hoạt động của thầy trò trường tiểu học Vĩnh Trụ trong cái tuần đầu vừa rồi. Thế còn lần sau đây thì cũng sẽ xin nhiều mic để cho một vài thầy cô để chia sẻ xem là cảm nhận của các thầy cô trong tuần vừa như thế nào. Đây là cảm nhận của cô hiệu trưởng thôi ạ. Rất cảm ơn các thủ lĩnh và các bạn đã chú ý lắng nghe ạ. Dạ vâng ạ. Em xin mời các thầy cô thì mình có thể chia sẻ có thể là Nguyễn những Thị cái Thường trong con thường ạ. dạ. Cô Nguyễn Thị Thường là một cô giáo mà chỉ còn một năm học cuối cùng nữa thôi là cô sẽ về nghỉ hưu, và đang chúng tôi cũng đang trêu cô là cô chỉ tham gia khóa tập huấn đây là khóa chót cuối cùng, và có lẽ là đây cũng là một khóa tập huấn mà nó rất là đặc biệt đối với tôi từ trước đến nay trong sự nghiệp làm nghề giáo. Thì sau đây là xin mời cô Thường chia sẻ ạ. Vâng, xin kính chào tất cả các thủ lĩnh cũng như là các bạn trong hội đồng tiểu học hôm nay. Vâng, Xin chia em sẻ chào với cô ạ. các thủ lĩnh trước tiên xin chia sẻ xin tự giới thiệu về mình. Tôi đây là Nguyễn Thị Thường và tôi là một trong giáo viên cao tuổi nhất của nhà trường. Thế nhưng cảm nhận của chúng tôi về cái buổi khai trường ấy và một đầu tuần học rồi thì chúng tôi rất là vui vẻ, mặc dù là công việc rất là nặng thế nhưng mà thầy và trò
trình văn hóa đọc với các thủ lĩnh. Tôi xin hết ý kiến ạ. Dạ vâng ạ, em cảm ơn cô Hường. Mời cả nhà vỗ tay thả hoa thả tim cho các thầy cô ạ. Mặc dù là rất là vất vả trong cái công tác chuẩn bị đầu năm học năm mới cho các bạn học sinh, thế nhưng mà thầy cô vẫn luôn luôn tràn đầy nhiệt huyết đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Không biết là có thầy cô nào mình muốn chia sẻ không ạ? Mình nghe thấy cái niềm vui rồi ạ. Có ai cảm thấy là đầu năm học mới đang có khá là nhiều thứ và mình đang cảm thấy rất là áp lực không ạ, hay là như thế nào? Thì vâng ạ. Thì lát nữa trong rồi ạ. Vậy thì trong cái trong phần chia sẻ về quả đỏ chúng ta ngày hôm nay ạ, thì thầy cô có thể tiếp tục chia sẻ những cái khó khăn và tiếp tục chia sẻ những kết quả mà mình nhận được ạ. Thì em xin phép là chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi đại hội quả vàng chúng ta ngày hôm nay. Và đề bài thì đã có gửi rõ trong nhóm Zalo rồi ạ. Thì trong phần timeline chúng ta thì các thầy cô mỗi đội nhóm thì mình sẽ có 8 phút ạ. Thứ nhất là mình sẽ có 8 phút. Thứ hai là mình sẽ chia sẻ về những nội dung gì. Thứ hai đó là mình sẽ chia sẻ giới thiệu một chút về đội nhóm của mình. Có thể là vòng tròn đệ nhị thân hoặc là giới thiệu với các thầy cô. Và thứ hai đó là chia sẻ đúc kết nội dung cái cuốn nghề thầy tuần vừa rồi chúng ta vừa đọc số trang bao nhiêu đấy ạ. Và tiếp theo đó là hoạt động thực tiễn trong xây dựng văn hóa đọc ba gốc, trong xây dựng thư viện ba gốc thì mình có thể có những cái hình ảnh thực tế khi mà mình đang xây dựng thư viện cũng như là mình đang xây cái cây ba gốc ở trường ở lớp mình. Dạ vâng ạ. Hiện tại thì chúng ta sẽ có 5 khối lớp đúng không ạ? Thì không biết là khối lớp nào của chúng ta văn hóa đọc khối 1, 2, 3, 4, 5 thì khối nào chúng ta sẽ xung phong lên đầu tiên để chúng ta chia sẻ về với tất cả các thủ lĩnh có mặt ở đây và toàn thể thầy cô nhà trường về quả vàng trong của khối của chúng ta trong tuần vừa qua. À, bên phía cô Quyên đang chưa bật mic ạ. Dạ, dạ rồi ạ. Cái sản phẩm của khối 1 thì đã gửi trên nhóm chuyển hóa rồi. Thì nhờ luôn ở đầu cầu của các thủ lĩnh chia sẻ được không ạ? Dạ vâng ạ. Tụi em sẽ chia sẻ giúp các thầy cô chia ạ. Chia sẻ luôn ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Xin mời khối 1. Vâng, khối 1 đã thông báo chia sẻ trước ạ. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, em xin mời các thầy cô bắt đầu. Em đang chia sẻ cái phần của mình rồi đấy ạ. Em xin được giới thiệu, em tên là Bùi Thị Nhâm, em là thành viên trong nhóm văn hóa đọc khối 1. Em xin giới thiệu là nhóm văn hóa đọc khối của em gồm có 8 thành viên. Thành viên đầu tiên là K01 là chị Lê Thị Hiểu ạ. Thành viên thứ hai K02 là đồng chí chị Mai. Và thành viên tiếp theo K03 là cô Bảy. Thành viên K04 là đồng chí Hạnh. K05 là đồng chí Hương. K06 là em Nhâm ạ. K07 là bạn Oanh. Và K08 cuối cùng là chị Lâm. Tất cả là thành viên ở trong đội khối 1 và hai đầu chí ở đội chuyên, đó là đầu chí
dạy tin và đồng chí dạy kỹ thuật ạ. Sau đây thì em xin thay mặt văn hóa đọc cuối một xin trình bày cái bài thu hoạch của nhóm em ạ. Nội dung chính trong bài thu hoạch của nhóm văn hóa đọc tham khu một gồm bốn nội dung. Thứ nhất đó là bài viết về cuộc đời của cụ Hoàng Đạo Thúy. Thứ hai đó là hoàn cảnh và những trăn trở của cụ Hoàng Đạo Thúy khi biết người thầy suy nghĩ ít và những điều sâu thẳm từ trái tim khi đọc phần chúng ta muốn, và phần thứ tư là mục đích của giáo dục. Nội dung thứ nhất là đôi nét về cuộc đời cụ Hoàng Đạo Thúy. Tác giả Hoàng Đạo Thúy sinh năm 1994, là nhà giáo dục, nhà kim thảo, nhà hoạt động văn hóa xã hội nổi tiếng ở Việt Nam. Ông sinh ra trong một gia đình nhà nho ở làng Kim Ngũ, xã Đại Kim, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông học trường người và tốt nghiệp thành trung, sau đó dạy học và tích cực tham gia các phong trào quốc tế xã hội, truyền đạo phụ nữ. Năm 1945 thì ông gia nhập quân đội và lần lượt đảm đương nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền đương thời cho đến khi về hưu. Không biết là phía bên em hay là phía bên thầy cô đang mạng đang ở bên chỗ chỗ Thắng cũng không nghe được thủ lĩnh Hạnh ạ. Mạng bên nhà trường đang hơi bên chị Lương cũng thấy cũng không nghe được. À, dạ vâng, bên em cũng không nghe được. À, chị Lương cũng không nghe được ạ. À, dạ. Rồi tiếp tục đi. Dạ vâng ạ. Sau đây em xin tiếp tục được trình bày phần nội dung của nhóm văn hóa đọc tham khảo. Tác phẩm Nghề Thầy được sinh ra trong những hoàn cảnh sách Nghề Thầy là những tâm sự của cụ Hoàng Đạo Thúy, nhà giáo dục nổi tiếng của Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20. Nghề Thầy xuất bản lần đầu năm 1944, được nhà xuất bản Hà Nội, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Nhã Nam in lại nguyên bản bài báo Việt Nam ngày 11. Trong những bối cảnh những cuộc tranh luận về triết lý giáo dục ở nước ta vẫn diễn ra ồn ào, khi thì lặng lẽ, thì quan niệm giáo dục hướng về con người được Hoàng Đạo Thúy đưa ra 76 năm trước vẫn còn nguyên giá trị. Những cái trăn trở của cụ Hoàng Đạo Thúy khi viết Nghề Thầy: nếu coi việc đi học chỉ là để học đọc, học viết, học tính, để thi đỗ, để rồi đi làm thì đủ thứ sung sướng, là sai lầm cả mục đích giáo dục. Và cũng cảnh báo sự tan rã chí khí của thanh niên hiện nay. Mầm chí khí đã sẵn có, nhưng cố sức buôn bón thì mầm ấy lớn thành ra cây gỗ đống hương, để cho vật dụng làm hại thì héo úa dần dần và mục mất cả gốc rễ. Đời này tiến về vật chất nhiều, nguy cơ nguy cho trí ở đó, nhiều máy móc ít phải gắn công nên không gắn quen, nhiều điều tiện lợi muốn được cái gì cũng dễ dàng nên không hết sức mà tìm ra cho khó, các cách tiêu khiển phần nhiều tỉ mỉ thế làm trí khí tiêu mang, vì con dao không mài đũa không dùng phải bị mỗi ngày gì thêm một tí là con dao tiêu. Sau khi đọc xong phần chúng ta muốn thì chúng tôi cảm thấy thấm nhì vụ viết một thực tế rất là thật, một vấn đề tồn tại ở ngoài thời đại nhưng chưa thực hiện được triệt để. Thứ hai, chúng tôi cảm thấy buồn. Vừa vì vấn đề cụ đưa ra, chúng ta đều hiểu biết 10 mươi nhưng lại chưa thực hiện được tốt. Và chúng tôi cũng rất trăn trở
với các câu hỏi cụ đưa ra thì mình đã nhìn rõ công việc của sinh viên đổi khác. Nội dung cuối cùng đó là mục đích của giáo dục mà tác giả muốn hướng tới. Thì ngay từ 80 năm trước, cụ Hoàng Đạo Thúy đã xác định rõ mục đích của giáo dục mà những người làm thầy theo đuổi. Đó là em dũ trẻ con người ta trao cho mà rèn rũa sao cho nên người. Nên người có hiếu, sau này gây được gia đình bền chặt. Người dân tốt, giúp được nước. Người có tâm với thiên hạ. Là người biết đạo người, sống hợp với mẹ trời đất. Từ mục đích đó thì cụ cho rằng nếu coi việc đi học chỉ là để học đọc, học viết, học tính, để thi đỗ, để rồi đi làm thì đủ thứ sung sướng là sai lạc cả mục đích giáo dục. Theo cụ thì giáo dục suy cho cùng là phải hướng về con người và làm cho xã hội hiện tại tốt đẹp hơn, từng bước xây dựng lên xã hội tương lai. Nói khác đi, giáo dục là tạo cho con người có khả năng kiến tạo xã hội tốt đẹp hơn. Cụ cũng nhấn mạnh mục tiêu giáo dục toàn diện gồm có đức, trí, thể, trí, công. Đặc biệt trong khi tiến hành giáo dục toàn diện thì cụ Hoàng Đạo Thúy đặc biệt quan trọng vị trí. Người ta đã quá quan trọng việc trẻ có thông minh hay không thông minh, có học giỏi hay không học giỏi mà quên mất phải rèn luyện cho trẻ có trí. Rất nhiều gia đình, nhà trường thì đã thất bại trong việc mà nuôi dạy trẻ thành người tử tế. Rất nhiều cá nhân dù sinh con khỏe mạnh, có tài năng nhưng trong suốt cuộc đời mình lại xứng mỏi, thậm chí là gây hại cho quốc gia, xã hội, gia đình chỉ vì không có thiện trí. Ngày nay thì trong xã hội hiện đại, các nhà giáo dục ít nói đến thiện trí cho thanh niên mà diễn đạt nó bằng các cái cụm từ như rèn luyện nghị lực, giáo dục năng lực vượt khó hay là giáo dục năng lực kiểm soát bản thân. Trên đây là toàn bộ phần bài thu hoạch của nhóm văn hóa đọc A1. Chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu sót, rất mong là sự đóng góp ý kiến và nhận xét từ các thầy cô trong cộng đồng văn hóa đọc và các đồng nghiệp ạ. Em xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, nhà trường mình có thể cho một tràng pháo tay thật là to cho văn hóa đọc khối 1 ạ. Vâng ạ. Để tiếp theo cho khối 2 một chút chuẩn bị về tài liệu thì em xin phép giới thiệu về thành phần ban tổ chức hôm nay. Thành phần ban giám khảo hôm nay có thủ lĩnh Quang Minh ạ, thủ lĩnh Kim Dung sẽ cùng đóng góp cái ý kiến cho mình, cộng thêm là có sự tham dự của các thủ lĩnh miền Bắc 1, thủ lĩnh Nguyễn Ngọc, thủ lĩnh Thắng và các thủ lĩnh ở trong câu lạc bộ thủ lĩnh có tham dự ạ. Vâng ạ, xin mời cả nhà nhiệt liệt cho một tràng pháo tay ạ. Dạ, tiếp theo em xin mời khối tiếp theo ạ. Thầy cô mong muốn là mình theo thứ tự hay là mình sẽ truyền mic theo ngẫu nhiên ạ? Dạ, không biết đầu cầu ở bên Bắc Giang của mình có đang nghe rõ không ạ? Có, bên này nghe rõ đây. Dạ vâng ạ. Đôi khi mạng ở bên đầu cầu bên nhà trường hơi chưa ổn định ạ. Thì mình sẽ nhờ kỹ thuật chỉnh một chút xem thế nào ạ. Vâng ạ. Thì không biết là phần tiếp theo, phần chia sẻ quả vàng của các thầy cô là mình sẽ theo thứ tự luôn ạ, hay là mình muốn là chia sẻ ngẫu nhiên các khối ạ? Vâng, sau đây là khối 2. Để thông báo mình chia sẻ tiếp theo ạ. Dạ vâng ạ. Em xin mời khối 2 sẽ bắt đầu ạ. Lần đầu tiên cho em được chào, gửi lời chào đến các thầy cô và toàn hội đồng ngày hôm nay. Sau đây em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Yên, em đại diện cho nhóm văn hóa đọc A2 trường tiểu học Thị Trấn Chu số 1, sẽ trình bày bài thu hoạch của văn hóa đọc A2. Trước tiên phần trình bày thì em sẽ tiếp tục giới thiệu các thành viên trong văn hóa đọc A2. Đầu tiên là đồng chí Thanh. Đồng chí thứ hai là đồng chí Dung ạ.
Đồng chí thứ ba là đồng chí Tiện. Đồng chí thứ tư là đồng chí Dượng. Đồng chí thứ năm là tôi. Và đồng chí thứ sáu là đồng chí Văn. Và đồng chí thứ bảy là đồng chí Liên. Và đồng chí thứ tám là đồng chí Đường. Sau đây tôi xin phép được trình bày phần thu mệnh. Tôi nói động ca hai. Văn hóa đồng ca 2 sẽ có phần trình bày đã thu hành về cuộc đời của cụ Hoàng Đạo Thúy. Phần thứ nhất về nét chính cuộc đời của Hoàng Đạo Thúy. Cụ Hoàng Đạo Thúy được biết đến là thủ lĩnh của phong trào hướng đạo Việt Nam. Ông sinh năm 1900 tại số nhà 7 phố Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tổ tiên ông vốn gốc họ Cung ở làng Kim Lũ, xã Đại Kim, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông, nay thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ông mất vào ngày 14 tháng 2 năm 1994 tại Hà Nội. Trước khi mất, ông có làm một bài thơ cuối cùng có tựa đề là Ngủ Quên. Mà dưới bài thơ đó còn viết hai dòng ghi rõ tên và năm sinh, năm mất của mình. Phần thứ hai là phần hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Nghề Thầy. Sách Nghề Thầy là những tâm sự của cụ Hoàng Đạo Thúy, nhà giáo dục nổi tiếng của Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20. Nghề Thầy xuất bản lần đầu năm 1944, được nhà xuất bản của nhà văn và công ty sách Việt Nam in lại nhân ngày nhà giáo Việt Nam 2021. Theo đơn vị xuất bản, trong bối cảnh những cuộc tranh luận về triết lý giáo dục ở nước ta vẫn diễn ra lúc ồn ào khi lặng lẽ, quan niệm giáo dục hướng về con người được Hoàng Đạo Thúy đưa ra từ 76 năm trước còn nguyên giá trị. Phần thứ ba là phần sự trăn trở của tác giả khi viết sách. Tác phẩm Nghề Thầy là chia sẻ về chuyện nghề, những điều thông thiết với nghề giáo của chính tác giả, là những lời tâm sự mà cũng đã bày trăn trở về các vấn đề như mục đích, mục tiêu của giáo dục, mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục học sinh, các khía cạnh giáo dục toàn diện, các phương pháp và kinh nghiệm giáo dục. Sau khi đọc xong phần chúng ta mà muốn nhóm văn hóa đọc ca hai nhận thấy Hoàng Đạo Thúy đã dành những năm tháng trong cuộc đời trong sáng và thanh bạch của mình cho sự nghiệp chồng người, cho cách mạng của quân đội, của nhân dân, của đảng, luôn thương yêu đồng chí và đồng đội, gần gũi bạn bè, hết lòng vì các thế hệ trẻ. Đó là một cốt cách, một tấm lòng cao đẹp soi sáng cho những thế hệ sau. Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi muốn dành lời cảm ơn sâu sắc và biết ơn với cụ Hoàng Đạo Thúy. Theo tác giả thì mục đích, mục tiêu của giáo dục mà những người làm thầy theo đuổi là giáo dục là tạo ra con người có khả năng kiến tạo xã hội tốt đẹp hơn. Cụ Hoàng Đạo Thúy diễn giải giản dị, đem lũ trẻ con người ta trao cho mà rèn giũa sao cho nên người có hiếu, sau này gây được gia đình bền chặt, người dân tốt, giúp được nước, người có tâm với thiên hạ, là người biết đạo người, sống hợp với lẽ trời đất. Xã hội cũng đều ý thức về vai trò và sự cần thiết của mối quan hệ hai chiều bền chặt giữa gia đình, nhà trường, giữa cha mẹ và giáo viên trong việc giáo dục học sinh. Em xin phép được kết thúc bài thu hành của nhóm văn hóa đồng ca này. Em xin cảm ơn các thủ lĩnh đã lắng nghe và rất mong nhận được sự góp ý của các thủ lĩnh và của đồng nghiệp ạ. Em xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ. Xin mời thầy cô cho một tràng vỗ tay to hơn nữa được không ạ? Cho văn hóa đọc ca hai ạ. Rất là biết ơn các thầy cô, những cái quả vàng và quả đỏ đang trổ rất là nhiều đúng không ạ? Đúc kết quả xanh, quả vàng, quả đỏ. Tiếp theo là xin mời văn hóa đọc ca ba đúng không ạ? Dạ. Thank you.
Tiếp theo nhóm văn hóa đọc K3 là nhóm văn hóa đọc K4 và K5 thì các đồng chí chuẩn bị nhé, sẵn sàng. Chuẩn bị. Chia sẻ màn hình từ bên kia. Bây giờ em cứ mở ra em trình đây. Vâng, em xin thay mặt cho nhóm văn hóa đọc K2, K3 xin kính chào các thủ lĩnh và xin kính chào các thầy cô trong hội đồng trường của chúng tôi. Vâng, em xin trình bày cái bài rèn luyện buổi 2 của đội nhóm văn hóa đọc K3. Và đầu tiên thì em xin giới thiệu về vòng tròn để ý thân của nhóm mình. Thứ nhất là người đầu tiên mà áo vàng bên trên đỉnh ấy ạ. Là em. Và em xin giới thiệu em là Nguyễn Thị Lan, là trưởng nhóm văn hóa đọc K3. Người thứ hai là phía bên phải, mũi tên sang bên phải là chị Nguyễn Thị Điêu. Là chị Nguyễn Thị Điêu ạ. Và đây là chính là một giáo viên nhiều tuổi nhất trong nhóm văn hóa đọc K3 của chúng em ạ. Chị Nguyễn Thị Điêu là một người rất là nhiệt tình đấy ạ. Và tiếp theo là đồng chí Tống Thị Liên. Đồng chí Tống Thị Liên. Em đọc cả mã số lên. Vâng, mã số là K303. Tiếp theo là K304, là em Hiền. Hiền đây là giáo viên mới ra trường và trẻ nhất ở trong nhóm văn hóa đọc của chúng em ạ. Tiếp theo là em Hoàng Thị Hạ, mã số là K305. Và tiếp nữa là mã số K306 là đồng chí Phạm Văn Tuyên, là giáo viên nam duy nhất ở trong nhóm của đồng chúng em. Tiếp theo là mã số K307 là em Hoàng Thị Hoàng. Và cuối cùng là người mà dịu dàng, xinh tươi nhất, dáng đẹp nhất của nhóm em, đó chính là mã số K308. Đó chính là em Đỗ Thị Thảo. Vâng, vừa rồi là em đã giới thiệu xong cái vòng tròn để ý thân của nhóm văn hóa đọc K3 của chúng em. Vâng, em xin trình bày về cái bài thu hoạch của nhóm em. Nội dung chính gồm có 4 phần. Thứ nhất, đó là về những nét chính về cuộc đời của cụ Hoàng Đạo Thí. Thứ hai là nói về cái hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Nghề Thầy, cũng như là những trăn trở của tác giả khi viết cuốn sách này. Thứ ba là những suy nghĩ sau khi đọc phần chúng ta mà muốn. Và cuối cùng chính là mục đích của giáo dục theo quan điểm của tác giả. Vâng, em xin trình bày cái phần thứ nhất của nhóm em, nói về những nét chính về cuộc đời của cụ Hoàng Đạo Thí. Cụ Hoàng Đạo Thí sinh năm 1900 và mất năm 1994, chính là nhà giáo dục, nhà biên khảo, nhà hoạt động văn hóa xã hội nổi tiếng của Việt Nam. Ông sinh ra trong một gia đình nhà nho ở làng Kim Lũ, xã Đại Kim, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Mẹ của Hoàng Đạo Thí chính là bà Nguyễn Thị Môn. Cha ông là cụ Đạo Nguyễn Đạo Thành, từng là một chí sĩ trong phong trào Duy Tân, cũng là giáo học,
người cha Đỗ Đạt Hoàng Quang, giáo phụ ở các huyện Quốc Oai, Hoài Đức, Đa Phúc, Thuận Thành, Từ Sơn, phụ làm tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó có cuốn Việt Sử Tân Phước, viết lịch sử nước nhà với quan điểm tiến bộ để cho thanh niên thời đó đọc, có nhiều ảnh hưởng tới đường đi nước bước của người con trai sau này. Hồi nhỏ, Hoàng Đạo Thí thường thấy nhà mình đông học trò đến học vào ôn luyện để đi tin gương, thi hội, tinh thần ham học hỏi của ông từng nghe nhỏ từ đó. Lớn lên trong sự thay sự dạy dỗ khuôn phép đức độ của cha Hoàng Đạo Thí đã theo học trường người, tốt nghiệp xong ông đã chọn nghề dạy học. Ngày ấy đầy tự trọng cao quý, không phải gần tây buồn quý. Trong suốt 25 năm làm nghề thầy, người thầy Hoàng Đạo Thí đã dạy dỗ nhiều lứa học trò thêm khuôn phải chuẩn bị đạo đức và kiến thức xã hội. Nhiều trò sau này đã trở thành văn nghệ sĩ nổi tiếng, có chức danh địa vị trong xã hội. Sau khi hưu, ông đã về ở tại căn nhà nhỏ của tổ tiên để lại ở nàng Đại Tiên, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội. Trong suốt 30 năm cuối đời, ông đã để lại rất nhiều tác phẩm thuộc nhiều lĩnh vực giáo dục, xã hội, chính trị, quân sự, lịch sử văn hóa, đặc biệt là những tác phẩm về lĩnh vực nghiên cứu lịch sử văn hóa Hà Nội. Vì chính vì lẽ đó, cho nên là ông đã được đánh danh là nhà Hà Nội học hàng đầu của Việt Nam. Dạ vâng, được rồi đó ạ. Thì thầy cô đang bị dừng ở chỗ này ạ. Dạ dạ. Vâng, hôm nay có lẽ là do trời mưa và vừa rồi thì đã ngay trường nó khắc phục bằng cách cắm mạng trực tiếp vào rồi ạ. Chắc là sẽ ổn ạ. Mời cô Lan trình bày tiếp. Dạ vâng, xin mời cô Lan tiếp tục ạ. Vâng. Tiếp theo em xin trình bày phần thứ hai của nhóm em. Chạy wifi. Đó chính là nói về những hoàn cảnh ra đời của tác phẩm nghề thầy, cũng như những trăn trở của tác giả khi viết quyển sách. Như này mới được, làm kia này. Tác phẩm nghề thầy được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1944. Tác phẩm là đời chia sẻ về chuyện nghề, những điều tâm huyết với nghề giáo của tác giả, là những lời tâm sự và cũng giải bày trăn trở về các vấn đề như là mục đích, mục tiêu của giáo dục, mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và trong giáo dục học sinh, các khía cạnh giáo dục toàn diện, các phương pháp và kinh nghiệm giáo dục. Phần thứ ba, đó chính là những suy nghĩ sau khi đọc phần chúng ta mà muốn của nhóm em. Nhóm chúng em đã đọc và đã trao đổi về cái phần chúng ta mà muốn, thì chúng em cảm thấy rất là ý nghĩa, rất sâu sắc từ câu từ cụ Hoàng Đạo Thí đã viết cuốn sách này, như là muốn nhắn nhủ với những người làm cha, làm mẹ, những người làm công tác giáo dục, muốn đào tạo được những đứa trẻ tốt thì phải biết giáo dục chúng. Nghề giáo dục trong con mắt Hoàng Đạo Thí không chỉ là nghề dạy học mà là khai sáng kiêm hoạt động xã hội. Theo ông, người thầy phải đủ lòng yêu trẻ,
đủ lòng tin ở vận mệnh nước mình ở xã hội này có thể thắng bình và tốt đẹp được. Từ đó cảm biết rằng việc giáo dục thanh niên là việc của mình, là cả chúng ta mà muốn thì chúng ta có thể đổi hẳn tương lai còn giống chỉ 10 năm phải 40 chỉ tận tình 10 năm và một thế hệ thanh niên tuổi khác bốn hồ đời giáo dục của chúng ta 30 năm hay hơn nữa, đó không phải là mơ mộng. Sự thực ai cũng làm được mà ai cũng phải làm mới được. Cái huy hiệu bao nhiêu tinh mạnh tinh cao, nhưng nó chỉ có được khi chúng ta biết cả cái trách nhiệm nặng nề cho mình, quan hệ cho tổ quốc. Chúng ta không phàn nàn vì người ta bạc đãi, hãy rất bình đẳng. Mình đã nhìn rõ công việc của mình và để cả tâm trí thân thế vào đó chưa? Mình đã biết về thầy và cố gắng cho xứng đáng với nghề ấy chưa? Sách cũng nói về sự cần thiết của mối quan hệ hai chiều giữa gia đình và nhà trường, cha mẹ và giáo viên trong việc giáo dục học sinh. Theo vòng đạo lý, giáo dục phải bắt đầu từ khi đứa trẻ còn là bào thai. Tác giả khuyên các bà mẹ khi mang thai nên hướng thiện, biết cân nhắc lời ăn tiếng nói để con có được nhân cách tốt. Nhóm văn hóa đọc của ta đã hiểu cái cuốn nghề thầy chính là mình đã hiểu nghề thầy là một nghề chân quý. Chúng ta chỉ thực sự trở thành nghề thầy khi ta đặt cả tâm trí thân thể vào nghề và cố gắng để xử với nghề. Và chúng em xin chuyển sang phần thứ tư, đó là mục đích giáo dục theo quan điểm của tác giả. Trong sách, Hoàng Đạo Thúy đã xác định mục đích của nghề giáo, đó là đem những trẻ con người ta trao cho mà rèn rũa sao cho nên người có hiếu, sau này gây được gia đình bền chặt, người dân tốt giúp được nước, người có tâm với thiên hạ là người biết đạo người, sống học với mẹ trời đất. Vì thế nếu coi việc học sinh đến trường chỉ là để học tập, học viết, học tính, để thi đỗ, để rồi đi làm thì đồng ý trên trường là sai lạc cả mục đích giáo dục. Hoàng Đạo Thúy nhấn mạnh mục tiêu giáo dục toàn diện bao gồm đức, trí, thể, trí, công, trong đó việc rèn luyện cho trẻ có trí quan trọng, khiến trẻ trở thành người tử tế có ích. Hoàng Đạo Thúy tiếp, đức dục hãy để lên đầu như xưa kia là phải lắm, trí dục cần là việc tất phải thế rồi, thêm với thể dục thì dễ hiểu lắm. Sau chỉ bộ ba đức, trí, thể dục, công thì với cái trách nhiệm làm người có mà làm đủ được, cần thêm trí dụng nữa mới được, có trí thời mới đủ gan để theo con đường của đức và gian, mới đủ sức mà dùng các phương pháp của trí chỉ vẽ, lại nên thêm một thứ nữa là công dụng, có quan tay làm việc thì các công trình mới mong có được kết quả tốt. Một việc làm ăn là phải rất cần để mà sống, sao nhãng phần ấy thì vi diệu vô cùng. Và qua cái phần thứ tư này thì chúng em cũng hệ thống được cái mục đích của giáo dục chính là giúp cho trẻ nên người, trở thành người có hiếu, có tâm với đạo thiên hạ, biết đạo người, sống hợp lẽ, rồi từ đó mới có thể xây dựng được gia đình bền chặt và cũng trở thành người dân thúc đẩy đất nước. Người có tâm với thiên hạ làm người biết đạo người và sống hợp với mẹ trời đất. Và em xin hết cái phần trình bày của nhóm văn hóa đọc K3 của chúng em. Em xin cảm ơn các thủ lĩnh và cảm ơn tất cả các thầy cô chú ý lắng nghe. Vâng ạ. Một những khoản bỏ rất là vời đúng không ạ? Sau phần đọc sách thì các thầy cô có đúc kết ra những cái điều mà mình sẽ làm hoặc là học sinh sẽ thực hiện trong tương lai đúng không ạ? Vâng ạ, tiếp theo xin mời văn hóa đọc khối 4 ạ.
Hồi năm các bạn chuẩn bị tinh thần gần gần lên đây đi, tí đã mất không để đi chuyển. Em không phải cắm đâu. Vâng, thầy Lê Văn Khánh sẽ trình bày phần phần đúc kết của nhóm văn hóa đọc K4 ạ. Thầy Lê Văn Khánh là một thầy giáo vừa mới về trường được vài ba hôm và hôm nay là buổi đầu tiên thầy tham gia cái hoạt động sinh hoạt cùng với lại cái hoạt động nhóm văn hóa đọc của chúng ta. Vâng, nhưng thầy cũng rất là mạnh dạn và hôm nay cũng xông pha đầu tiên ạ. Xin cả nhà cho thầy Khánh một tràng pháo tay. Đúng ạ, cảm ơn ạ. Kính thưa các thủ lĩnh trong văn hóa đọc và hội đồng nhà trường, trường đọc Kinh Nhân số 1, thì hôm nay cũng là buổi đầu tiên mà tôi được tham gia sinh hoạt cùng với nhà trường và cũng thay mặt cho nhóm văn hóa đọc khối 4 trình bày cái bài thu hoạch của khối mình ạ. Thì đầu tiên thì tôi xin giới thiệu về các thành viên ở trong nhóm văn hóa đọc của chúng tôi, gồm có 8 thành viên. Thành viên thứ nhất là đồng chí Trần Thị Thúy Ngân, là nhóm trưởng của nhóm văn hóa đọc chúng tôi ạ. Đồng chí Hồ Thị Thu Hương. Đồng chí thứ ba là tôi ạ, là Lê Văn Khánh. Đồng chí thứ tư là đồng chí Trần Thị Mạnh. Đồng chí thứ năm là đồng chí Nguyễn Thị Liên Hoa. Đồng chí thứ sáu là đồng chí Nguyễn Thị Hường, là đồng chí mà cũng nhiều tuổi nhất ở trong nhóm văn hóa đọc và cũng là đồng chí chuẩn bị về hưu ạ. Và đồng chí thứ bảy, thứ tám là đồng chí Thân Tiến Tùng. Vâng ạ, sau đây thì tôi xin phép được trình bày nội dung bản thu hoạch của nhóm văn hóa đọc chúng tôi. Những nội dung chính thì gồm có 4 nội dung. Một là những nét chính về cuộc đời cụ Hoàng Đạo Thủy. Hai là hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Ngàn Thầy, những trăn trở của tác giả khi viết cuốn sách. Ba là những suy nghĩ sau khi đọc phần chúng ta mà muốn. Bốn là mục đích của giáo dục theo quan điểm của tác giả. Nội dung thứ nhất là những nét chính về cuộc đời cụ Hoàng Đạo Thủy. Nhà giáo dục Hoàng Đạo Thủy sinh ra trong một gia đình nhà nho ở làng Kim Lũ, xã Đạn Kim, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông sinh năm 1900, mất vào ngày 14 tháng 2 năm 1994 tại Hà Nội. Ông học trường Bưởi, tốt nghiệp Thành Trung. Sau đó, ông dạy học và tích cực tham gia các phong trào cứu tế xã hội. Truyền bá quốc ngữ là thủ lĩnh của phong trào hướng đạo sinh Việt Nam. Sau năm 1945, ông gia nhập quân đội và lần lượt đảm đương nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền đương thời cho đến khi về hưu. Về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm Ngàn Thầy và những trăn trở của tác giả khi viết cuốn sách, thì tác phẩm xuất bản lần đầu tiên vào năm 1944. Tác giả chia sẻ về chuyện nghề, những điều tâm huyết với nghề giáo của chính tác giả. Sơ lược cuốn sách bao gồm các vấn đề về mục đích, mục tiêu của giáo dục, mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường, giáo dục, học sinh, các khía cạnh giáo dục toàn diện, các phương pháp, kinh nghiệm giáo dục cần quan trọng con người, giáo dục suy cho cùng là phải hướng về con người, vì con người và làm cho xã hội hiện tại tốt đẹp hơn, từng bước xây dựng lên xã hội tương lai. Nội dung thứ ba là những suy nghĩ sau khi đọc phần chúng ta mà muốn. Theo ông, người thầy phải đủ lòng yêu trẻ, đủ lòng tin ở vận mệnh đất mình, ở xã hội này có thể thái bình và tốt đẹp được. Từ đó cả quyết rằng việc giáo dục thanh niên là việc
mình là cả đời mình. Nếu như ta coi trọng đến đồng lương, đến chỗ ngồi, đến địa vị xã hội thì có lẽ sẽ có rất nhiều người chọn nghề khác. Nhưng đã vào nghề phải coi trọng và yêu lĩnh nghề. Đã bước vào giáo giới là chúng ta đã có mục đích, không phải đi làm để kiếm ăn thôi, cũng không phải chỉ đi làm công, mà chúng ta làm thầy, một nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Và nội dung thứ tư là mục đích của giáo dục theo quan điểm của tác giả. Nhà giáo dục phải để tâm đến đức, trí, thể, trí, công, đặc biệt trong khi tiến hành giáo dục toàn diện. Ông đặc biệt coi trọng trí. Người ta đã coi trọng việc trẻ có thông minh hay không thông minh, có học giỏi hay không học giỏi, mà quên mất phải rèn luyện cho trẻ có trí. Rất nhiều gia đình, nhà trường đã thất bại trong việc nuôi dạy trẻ thành người tử tế. Rất nhiều cá nhân dù sinh ra khỏe mạnh, có tài năng, nhưng trong suốt cuộc đời mình đã sống mòn, thậm chí là gây hại cho quốc gia, xã hội, gia đình chỉ vì không có trí. Ngày nay trong xã hội hiện đại, các nhà giáo dục còn ít nói rèn trí cho thanh niên mà diễn đạt nó bằng các từ như rèn luyện nghị lực, giáo dục năng lực vượt khó, giáo dục năng lực kiểm soát bản thân. Kính thưa các thủ lĩnh cũng như là toàn bộ các đồng chí cán bộ giáo viên trong nhà trường, vừa rồi tôi đã trình bày bài thu hoạch của nhóm văn hóa đọc K4. Thì trong quá trình làm bài thu hoạch thì cũng phải tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất là mong các thủ lĩnh của văn hóa đọc cũng như là các thầy cô trong nhà trường sẽ góp ý để cho bài thu hoạch đầy đủ hơn. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn thầy và cảm ơn văn hóa đọc khối 4 đúng không ạ? Rồi ạ. Xin mời cả nhà sẽ cho văn hóa đọc khối 4 một tràng pháo tay là thật là giòn giã. Dạ. Rồi ạ. Tiếp theo là tới văn hóa đọc khối 5. Không biết là cả nhà có biết là khối 5 có gì khác so với khối 1, khối 2, khối 3, khối 4 không ạ? Khối 5 có gửi một bài đó là bằng video đúng không ạ? Bằng video ạ. Vâng, khối 5 thì gửi bằng video và khối 5 thì gửi bài sớm nhất ạ. Dạ vâng ạ. Xin mời cả nhà, xin mời văn hóa đọc khối 5 ạ. Vâng, xin kính chào các thủ lĩnh của văn hóa đọc ạ. Và xin kính chào các thầy cô trong hội đồng nhà trường. Tôi xin giới thiệu, tôi là Bùi Thị Thanh Thủy, thành viên của văn hóa đọc K5 và các thành viên trong đội nhóm chúng tôi là đồng chí Lê Thị Quỳnh Linh là vòng tròn đệ nhị thân đâu chiếu lên chiếu vòng tròn đệ nhị thân đây ở trong cái kia nhờ luôn nhờ các thủ lĩnh xin nhờ các thủ lĩnh chiếu vòng tròn đệ nhị thân của khối 5 chúng tôi đây nè. Rút kinh nghiệm là lần sau chúng tôi sẽ chủ động hơn trong cái việc tự chia sẻ. Dạ, các thầy cô gửi vòng tròn đề nghị thân ở đâu vậy ạ? Vâng, tôi gửi rồi. Có rồi, có gửi rồi. Rồi, tôi gửi lại đi, chia sẻ lại. À, dạ, được rồi ạ. K501 là đồng chí Lê Thị Quỳnh Linh ạ. K502 là đồng chí Hòa. K503 là đồng chí là tôi ạ. K504 là đồng chí Nguyệt ạ. K505 là đồng chí Tân. K506 là đồng chí Lôi. K507 là đồng chí Hương. K508 là đồng chí Vũ Quyên ạ. Sau một thời gian làm việc rất là nghiêm túc thì văn hóa đọc khối 5 chúng tôi đã đúc kết màn trận điện ở trong video ạ. Xin kính nhờ các thủ lĩnh chiếu lên giúp chúng tôi ạ. Tinh thần đội nhóm. Yeah.
Chào các thủ lĩnh của trí tuệ Việt Nam, các thầy cô trường tiểu học thị trấn Chũ số 1 nhóm văn hóa đọc K5 trả bài rèn luyện buổi 3. Nhà giáo dục Hoàng Đạo Thúy sinh ra trong một gia đình nhà nho ở làng Kim Lũ, xã Đại Kim, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông sinh năm 1990, mất vào ngày 14 tháng 2 năm 1994 tại Hà Nội. Ông học trường Bưởi, tốt nghiệp thành trung. Sau đó, ông dạy học và tích cực tham gia các phong trào cứu tế xã hội, truyền bá quốc ngữ, là thủ lĩnh của phong trào hướng đạo sinh Việt Nam. Sau năm 1945, ông gia nhập quân đội và lần lượt đảm đương nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền đương thời cho đến khi về hưu. Tác phẩm xuất bản lần đầu tiên vào năm 1944. Tác giả chia sẻ về chuyện nghề, những điều tâm huyết với nghề giáo của chính tác giả. Sơ lược cuốn sách bao gồm các vấn đề về mục đích, mục tiêu của giáo dục, mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục học sinh, các khía cạnh giáo dục toàn diện, các phương pháp, kinh nghiệm giáo dục cần coi trọng con người. Giáo dục suy cho cùng là phải hướng về con người, vì con người và làm cho xã hội hiện tại tốt đẹp hơn, từng bước xây dựng nên xã hội tương lai. Mục đích của giáo dục ở đây luôn gắn với hình ảnh con người mà nền giáo dục cần hướng tới và hình ảnh xã hội tương lai cần xây dựng. Nói khác đi, giáo dục là tạo ra con người có khả năng kiến tạo xã hội tốt đẹp hơn. Tác giả Hoàng Đạo Thúy cũng nhấn mạnh mục tiêu giáo dục toàn diện. Theo cách diễn đạt của ông, nhà giáo dục phải để tâm đến đức, trí thể, trí công. Đặc biệt trong khi tiến hành giáo dục toàn diện, ông đặc biệt coi trọng trí. Hết chưa? Hết rồi, nói tiếp. Cô kia nhân tạo nên là cô không nói được lời kết, cho nên là đại diện nhóm kết đi. Do quá trình làm video hơi mất một chút, cho nên là, nhưng mà đây cũng là sản phẩm của nhóm chúng tôi ạ. Thế là đã chạm và đã thống chưa thì xin nghe rất mong sự chia sẻ của các cô Linh ạ. Chạm lắm. Chạm lắm ạ. Dạ vâng ạ. Có lẽ là cái phần trình bày của cuối năm thì chưa được đầy đủ lắm phải không? Bởi vì là mình không là nói về cuộc đời của Hoàng Đạo Thúy mà sau đó là còn có những cảm nhận nữa, đúng không? Chúng ta còn những ý tiếp theo nữa. Cho nên là các bạn mới làm được một phần thôi. Nhưng mà dù sao thì là cái sự nỗ lực cố gắng của các nhóm văn hóa đọc của nhà trường trong cái thời điểm mà cả nhà trường đều đang rất là tập trung cho lễ khai giảng sau những ngày đầu năm học mới thì cũng là điều rất là đáng động viên, rất là đáng tuyên dương rồi ạ. Xin cả nhà một tràng vào tay, một tràng vào tim nữa cho các thầy cô ạ. Cho dù là cụ có lạc mất họ không giống họ cha, và cho dù là cụ không tuổi thì cho dù cụ không tuổi đi chăng nữa thì đấy cũng là một sự nỗ lực cố gắng của các thầy cô. Và có lẽ là cái phần cai gen này thì chúng tôi sẽ phải cai gen nhiều lắm ạ. Thứ nhất là chúng tôi có hai nhóm là chưa hoàn thành được vòng tròn đệ nhị thân. Bởi vì là các thầy cô là cũng là quá là bận rộn và chưa thu xếp được thời gian, cũng chưa chủ động, chưa sắp xếp được cái kế hoạch ấy ạ. Thì là chúng tôi sẽ cai gen và rút kinh nghiệm ngay ạ. Thứ hai là cái việc dành thời gian để nghiên cứu sách, để cùng nhau đọc sách nghề thầy ấy, thì là cũng chưa được, chúng tôi cũng chưa được tập trung. Cho nên là cái phần đúc kết ý, có gì đó là nó cũng còn, nếu mà nói chạm lắm rồi thì có lẽ là chúng ta chạm với nhau là bằng cái tình cảm với nhau thôi, chứ còn để chạm với nội dung sách thì là chúng tôi cảm thấy là chưa. Thì cái này là cái mà các thầy cô nhà trường sẽ rút kinh nghiệm. Dạ vâng ạ, cảm ơn các thầy cô năm cuối rất là nhiều ạ. Tiếp theo thì xin mời cả nhà sẽ dành một chút thời gian chia sẻ về quả vàng và quả đỏ của chúng ta đấy ạ. Thì chúng ta đã thực hành vào trong cái việc trang trí thư viện cũng như làm cây ba gốc, thì mình chia sẻ một chút về tình hình ở bên phía trường ở đầu cầu Bắc Giang ạ. Dạ.
Dạ vâng ạ. Không biết là bên phía đầu cầu thầy cô có nghe rõ không ạ? Dạ. Thì em có. Dạ. Vâng ạ. Về cái phần mà chia sẻ về quả vàng quả đỏ khi mà thực hiện để xây dựng cái cây ba gốc đạo đức trí tuệ nghị lực ý, của các thầy cô và của các học sinh ý, thì trong tuần vừa qua là nhà trường chưa triển khai được với các học sinh và cũng đang dự kiến là sau cái buổi cuối tuần này là vào chủ nhật ý, chúng tôi sẽ tiến hành là họp phụ huynh học sinh và sẽ đồng bộ giữa thầy cô với lại phụ huynh và với học sinh ở trên lớp. Thế cho nên là cái hoạt động là quả xanh, quả vàng, quả đỏ đối với học sinh ở trên cái cây trí tuệ đấy là chưa có. Thế còn đây thì mới là cái cây ba gốc của các thầy cô. Và cũng xin phép các thủ lĩnh là đến ngày hôm nay thì chúng tôi hoàn thành cái cây này để mà đúc kết và chúng tôi cũng sẽ ứng dụng luôn trong buổi hôm nay. Thì có lẽ là phần thời gian còn lại có lẽ là các thủ lĩnh cũng sẽ có kế hoạch khác. Nhưng mà tôi cũng xin phép luôn là nhờ các thủ lĩnh là chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành để ngay hôm nay chúng ta cũng cùng xây dựng để chúng ta đúc kết để ra quả vàng, quả xanh, quả vàng, quả đỏ để chúng ta cũng thực hành gắn lên cây luôn trong cái khoảng thời gian còn lại này ạ. Ở ngoài những cái nội dung khác ạ. Bởi vì là các thầy cô cũng chưa nắm được cái cách để tiến hành và đây cũng là cái việc để các thầy cô thực hành để có cái kinh nghiệm sau đó thì thầy cô sẽ triển khai với học sinh trên lớp ạ. Có được không ạ? Vâng. Dạ vâng, cảm ơn cô ạ. Dạ. Vâng ạ. Tiếp theo thì xin mời thủ lĩnh Quang Minh sẽ tổng kết chương trình và chúng ta cũng sẽ hỗ trợ về phía thầy cô thực hành quả xanh đỏ vàng gắn lên cây luôn ạ. Dạ, xin mời thủ lĩnh Quang Minh ạ. Dạ. Dạ vâng, cái đế này thì là tạm thời như vậy thôi ạ. Xong rồi các thầy cô sẽ phải chỉnh sửa lại. Đây là toàn là thiết kế cây nhà lá vườn. Thì sau rồi sẽ chỉnh sửa lại cái đế cây. Và cái cây này là mình để cố định ở trong văn phòng. Thế còn cây ở trên lớp của các con ấy thì là có lẽ là mình gắn lên tường cho nó tiện vì không gian của lớp nó chật. Dạ, vâng, cô Quyên có thể chia sẻ khoảng 30 giây về tiểu sử cái cây này được không ạ? Vâng, cái cây này là do thầy giáo mỹ thuật của trường. Là thực ra thì yêu cầu là tôi đề ra thì là chỉ cần là thầy đi thầy in cái cây ba gốc mà thủ lĩnh Quang Minh đã chia sẻ cho nhóm thôi. Nhưng thầy thì muốn rằng là có một cái cây hoành tráng là để trên văn phòng chứ không phải cái cây gắn trên tường và cây để trên bàn. Thế cho nên là thầy cũng đã kỳ công để thầy đi cắt bằng tấm alu, sau đó thì thầy ra quán photo để thầy in cái tán cây lên rồi gắn chữ cây ba gốc đạo đức trí tuệ nghị lực. Tuy nhiên là nếu mà nhìn xuống gốc thì ở kia là nó không phải là ba rễ mà nó thành là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rễ. Tuy nhiên thì là rất là kỳ công và các thầy cũng muốn là khi mà mình đã đưa những cái gì về văn hóa đọc thì đó là những cái phải kỹ, đó là những cái cẩn thận và khi mà mình chắc chắn rồi thì mình tiến hành ạ. Thì đây cũng là cái ý nghĩa của các thầy cô khi tiến hành. Vâng, đúng là cây dễ chùm cho chắc. Vâng ạ, xin mời cả nhà sẽ cho thầy một tràng pháo tay ạ, pháo hoa. Cho nhà trường mình một tràng pháo hoa. Vâng ạ, tiếp theo xin mời thủ lĩnh Quang Minh sẽ chia sẻ và có nhận xét về cái quả vàng của các thầy cô ngày hôm nay ạ. Dạ. Đầu tiên thì xin chúc mừng các thầy cô cả năm khối đã có những bài tập, đã có những cái kết quả sau một tuần chúng ta cùng làm bài tập và đào luyện. Mặc dù trong cái không khí khá là bận rộn của ngày khai giảng, ngày tựu trường, thì ở đây rất là mong muốn chúng ta sẽ cùng nhau có những cái hoạt động để làm tươi mới thêm cái không gian, cái văn hóa khi đi học, đi dạy. Mình chia sẻ đầu tiên thì ở góc độ của một người trước làm kinh doanh, lao đầu đi để xây dựng sự nghiệp và bây giờ thì mong muốn cống hiến cho giáo dục, mong muốn làm giáo dục, thì mình nhận thấy một điều rằng là đôi khi mình đặt một câu hỏi là lý do tại sao những người học giỏi, những người có được cái sự thông minh rồi năng lực tốt, mọi người lại cống hiến cho những ngành nghề khác, mà tại sao hai cái ngành nghề quan trọng nhất của con người là ngành y tế và ngành giáo dục
lại là đặc biệt là ngành giáo dục thì là ít ít người giỏi, ít người giỏi gọi là vào. Bởi vì sao? Bởi vì có một cái vấn đề nó liên quan tới đời sống vật chất, nó liên quan tới thu nhập. Thực sự là các thầy cô làm việc rất nhiều, mệt mỏi, nhận được áp lực từ tứ phía, từ người thân trong gia đình, từ con cái, từ cấp trên, từ lãnh đạo, rồi từ phụ huynh, đặc biệt là phụ huynh, rồi học sinh. Chúng ta muốn trở thành một cái giáo viên mẫu mực lắm chứ, nhưng mà cái cảm xúc thì nó không cho phép. Cái sự mệt mỏi nó khiến cho chúng ta cảm thấy đôi khi những cái gì mà chúng ta đang hướng tới nó quá sáo rỗng. Đúng nào? Chúng ta rất muốn trở thành một người hiền thiện, nhưng cảm xúc thì nó không cho phép. Và chúng ta cảm thấy mệt mỏi, và đôi khi cái áo đạo lý chúng ta khoác lên vai mình nó quá rộng, và chúng ta lại cảm thấy mất niềm tin với cái gì mình đang theo đuổi. Và mình chia sẻ với các thầy cô là lý do tại sao rất nhiều người bậc vĩ nhân, bậc thánh nhân trên thế giới này sau tất cả họ lại quay về giáo dục. Bởi vì có một cái câu rất hay từ thầy Tâm Nguyên là ai rồi cũng ra đi, bận lòng chi được mất, những điều gì chân thật đất trời tự khắc ghi. Ai rồi cũng ra đi, những cái gì mà mình vun vén, mình gọi là mình làm cho mình á, mình xây cái này, mình làm cái kia rồi nó cũng sẽ ra đi. Và khi mà mình đi được, mình không thể mang đi được. Và có một cái câu nữa là đại gia bất động sản chết nằm dưới cỏ xanh mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Chết nằm dưới cỏ xanh mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Mình sở hữu đất, mình có cái sổ đỏ đấy, mình tưởng là đất này của tôi, đúng không? Nhưng mà rồi xem ai của ai, ai sở hữu được lâu hơn. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta đồng ý rằng là chúng ta cần vật chất, nhưng chúng ta phải biết trong cuộc đời này cái gì là phương tiện và cái gì là mục đích. Nhưng khổ nỗi cả cuộc đời chúng ta cứ loay hoay về cái phương tiện đó và nghĩ rằng nó là mục đích. Nhà cửa, xe cộ, rồi tất cả những cái tiện nghi vật chất, nó là phương tiện hay mục đích cuộc đời của mình? Và tại sao chúng ta phải lao công khổ tứ đến như vậy trong cuộc sống? Chúng ta chỉ cần thay đổi cái hướng nhìn thôi, mọi thứ nó khác. À, nó chỉ là vật chất thôi mà, nó chỉ là phương tiện thôi. Chúng ta đồng ý là chúng ta vẫn cần phải xe để đi, nhưng có nhất thiết chúng ta phải chạy theo cái xe mốt như vậy không? Chúng ta đồng ý là chúng ta vẫn cần quần áo để mặc, nhưng có nhất thiết là nó phải sang trọng như vậy không? Và khi mà chúng ta xác định được cái ý nghĩa của chúng ta như vậy rồi, thì chúng ta mới dồn tâm được cho cái ý nghĩa cuộc đời của mình là sứ mệnh làm người thầy, làm người giáo dục. Và chúng ta sẽ trở thành một cái người có cái phẩm chất. Và tất cả những bậc vĩ nhân, thánh nhân đều là những người sống rất giản dị, sống đơn giản, không có hòa hào nháng phô trương. Thì mình chia sẻ rằng là điều đầu tiên là điều như vậy, cho nên mình rất đồng cảm với tất cả các thầy cô gặp rất nhiều áp lực khác nhau, nhưng có những áp lực là đúng, cũng có áp lực tự mình đang gây ra cho mình thôi. Vậy thì thông qua những cái buổi như này này, nó sẽ từng chút một, từ từ nó sẽ gỡ cho chúng ta những cái áp lực đó, không phải gỡ từ áp lực từ bên ngoài. Bên ngoài các chỉ tiêu vẫn như vậy, học sinh vẫn như vậy, thầy cô bên ngoài, đồng nghiệp của mình vẫn như vậy, phụ huynh vẫn sẽ phàn nàn như vậy, nhưng chúng ta gỡ cái áp lực từ chính chúng ta tự trao cho mình. Chứ không phải là học qua như này thì tôi muốn là bên ngoài cuộc sống thay đổi. Không, học cái này xong á, chúng ta đào luyện xong là bản thân chúng ta thay đổi. Chúng ta tự gỡ cho mình những cái áp lực mà tự chúng ta đang trói mình trong thời gian vừa qua. Và từng buổi như này là nó sẽ gỡ được. Nhưng đừng có dục tốc bất đạt là được. Bởi vì học tập, đào luyện và giáo dục nó không phải là câu chuyện một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, mà sẽ là nhiều năm. Và giống như bác Hồ đã nói rằng là vì lợi ích 10 năm trồng cây và vì lợi ích 100 năm thì trồng người. Thế cho nên là đây là câu chuyện rất lâu, rất lâu. Chúng ta cứ từ từ, từng ngày, từng chút một, đừng vội vàng, đừng mong kết quả nó đến sớm. Chúng ta cứ gieo nhân đi. Đúng nào? Ông bà mình nói là mưu sự tại nhân còn thành sự tại duyên, thành sự tại thiên, đúng nào? Đấy, thế thì mình cứ mưu sự tại nhân đi đã. Mình cứ trao cho mình một cái quyền để mình cứ hành động đi đã. Rồi mình chia sẻ một chút phần đầu như vậy để làm gì? Để có sự đồng cảm với các thầy cô. Vì mình cũng là cái người đi làm giáo dục, cũng chịu được bị áp lực từ nhiều phía khác nhau. Từ phía gia đình của mình, từ phía người thân của mình, từ phía những người học viên của mình nhiều chứ. Cũng có những cái lời phàn nàn, cũng có những lời chỉ trích, cũng có những cái lời gọi là lời ong tiếng ve, rất nhiều thứ. Vậy thì chúng ta, nếu như chúng ta đào luyện cho mình một cái nội lực vững chắc rồi, thì những cái lời ong tiếng ve bên ngoài nó không phải là vấn đề nữa.
và chúng ta hãy cao hơn vấn đề. Vấn đề thì nó vẫn tồn tại và chúng ta hãy cao hơn vấn đề. Cái nội lực của mình mạnh hơn vấn đề thì chúng ta sẽ không bị vấn đề nó ngáng chân mình nữa. Vậy nên hy vọng rằng là những cái chương trình văn hóa đọc này nó sẽ giúp cho chúng ta thêm một phần đường nữa đào luyện bản thân mình. Rồi quay trở lại cái câu chuyện những cái bài tập hôm nay của các thầy cô thì thực sự là mình rất là có sự đồng cảm và đặc biệt là ghi nhận rất lớn cái sự cố gắng nỗ lực của các thầy cô nha. Và có mấy ý mình muốn chia sẻ là điều đầu tiên là có thể là một số có năm nhóm thì có những nhóm đã là hoàn thiện đầy đủ, có nhóm thì chưa, thì việc đấy, điều đấy không quan trọng. Quan trọng là chúng ta học được gì. Điều đầu tiên khi chúng ta nhắc về cụ Hoàng Đạo Thúy và chúng ta thấy rằng là chúng ta thấy nha, có một cái điều rất quan trọng là nếu như chúng ta chỉ học là cụ sinh ra ở đâu rồi tiểu sử như thế nào thì nó chỉ được 20% cái dụng ý của ban tổ chức thôi. Còn 80% còn lại chúng ta đúc kết ra được bài học gì. Chúng ta nhìn này, có một cái chi tiết vô cùng quan trọng là nó giống như kiểu là hổ tử sinh hổ phụ, hổ phụ sinh hổ tử. Tất cả những cái người mà có cái sự thành tựu trong cuộc sống, họ đều sinh ra trong gia đình có nền giáo dục tốt. Cụ Hoàng Đạo Thúy được nâng đỡ bởi cụ Hoàng Đạo Thành, và Hoàng Đạo Thúy và Hoàng Đạo Thành cũng là hai cái tên đường ở Hà Nội, thành phố Hà Nội, đều là những người kiệt xuất. Và cụ, nếu như sắp tới chúng ta đọc cuốn Tôi Tự Học của cụ Nguyễn Duy Cần cũng như vậy, được sinh ra trong một cái nôi mà gia đình người đặc biệt là người cha của mình là cái người làm giáo dục. Vậy thì chúng ta đặt một câu hỏi là cái nền móng giáo dục gia đình vô cùng quan trọng, nó đặt nền móng cho những đứa con. Vậy thì chúng ta cũng như vậy, chúng ta sẽ phải xây dựng được cái nền móng giáo dục gia đình. Nhìn bài học từ cụ Hoàng Đạo Thúy về tiểu sử của cụ để chúng ta đúc kết bài học cho chính mình, thì đấy là cách học chúng ta học. Vậy thì điều đó nó cũng như vậy, là chúng ta sẽ phải nỗ lực con. Cho nên là ở các dự án về dạy con của cộng đồng sống tử tế luôn có một câu là cha mẹ là nhân còn con là quả. Cha mẹ là nhân, con là quả. Đấy, cha mẹ là cái chất xúc tác, cha mẹ là cái điều kiện, cha mẹ là cái môi trường vô cùng quan trọng để con mình học. Thì đấy là cái điểm chúng ta học được từ bài học đó. Thì nó quan trọng hơn là chúng ta nhớ cụ sinh ở đâu, sinh bao nhiêu, thậm chí là chúng ta nhớ sai ngày sinh, năm sinh của cụ cũng được, không quan trọng. Nhớ sai tên bố của cụ cũng được, không quan trọng. Hoàng Đạo Thành hay Nguyễn Đạo Thành cũng được, sinh năm 1990 hay là gì đấy cũng không phải là vấn đề quan trọng. Cái đó nó chỉ là năm sinh, quan trọng là chúng ta đúc kết được bài học gì cho chính mình, nó quan trọng hơn. Cộng với một điều nữa là chúng ta thấy này, Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Đạo Thành, hai cái tên này rất là hay. Hoàng tức là huy hoàng và đạo là đạo lý, Thúy tức là những viên ngọc. Chúng ta thấy rằng là cái tên Hoàng Đạo Thúy nó giống như kiểu là cái tên của cụ, nó có một cái sứ mệnh để chấn hưng được cái đạo lý trong giáo dục, là nó huy hoàng, nó phát sáng lên như một viên ngọc. Và tên của bố cụ thì nó có cái sự thành tựu, nó đặt nền móng một cái bức tường thành vô cùng vững chắc để cụ được phát sáng. Nó có một cái nền móng như vậy, thì từ cái tên thôi nó đã nói lên tất cả rồi, đúng không? Thì chúng ta nhìn những bài học sâu sắc như vậy, nó sẽ hay hơn nhiều là chúng ta nhớ được từng chi tiết hàng. Thì đấy là cái cách mà mình muốn bổ sung thêm vào trong một số phần của các thầy cô. Tiếp nữa là một trong những cái phần nữa là cái mục đích của giáo dục. Thì mình có một vài cái góp ý là đừng dừng lại ở những kết luận của cụ Hoàng Đạo Thúy. Chúng ta hãy trải nghiệm điều đó, nhưng chúng ta hãy trải nghiệm để viết ra những cái lời từ tâm can của mình thật. Là sau khi mà chúng ta đọc rất nhiều sách, chúng ta suy ngẫm, chúng ta thấy trong cuộc sống, chúng ta đặt tất cả những cái gì mà các bậc đi trước rồi những người thầy qua một bên, đừng nhớ gì nữa cả. Chúng ta trả mình về đúng cái tấm lòng của mình, chúng ta viết ra đúng sự thật là thực sự với tôi thì giáo dục là gì. Những người thầy đi trước là cái nền móng, là những gợi ý, là những sự tham khảo để chúng ta có được những cái chất liệu. Vậy thì chúng ta hãy mang cái chất liệu đấy vào trong cuộc sống của mình. Chúng ta sống được không phải là nhờ những gì chúng ta ăn được, mà nhờ những gì chúng ta tiêu hóa được. Chúng ta sống được không phải nhờ những gì chúng ta ăn được. Ăn được là kiến thức, đọc được sách là kiến thức, nhưng mà tiêu hóa được nó thì mới là cái thứ mà tạo ra cho mình sự sống. Còn nếu không là mình gọi là đi ngoài, đúng không? Không tiêu hóa được là thằng đi ngoài. Rồi hệ tiêu đường ruột là nó hỏng, không tiêu hóa được là hết sự sống. Thế cho nên là những cái kết luận mà của cụ Hoàng Đạo Thúy đã để ngày hôm nay ở đây, chúng ta hãy chiêm nghiệm nó, hãy nhìn nhận nó. Và sau sau tất cả, mỗi một thầy cô, mỗi một anh chị em ở đây,
của chúng ta. Hãy tự cho mình một định nghĩa của riêng mình, của riêng mình. Chúng ta không cần phải bám vào bất cứ một định nghĩa của vị thầy nào cả, nhưng quan trọng định nghĩa đấy nó giúp cho mình soi sáng trên cái con đường hành nghề của mình, cho con đường chúng ta làm nghề thầy. Thì đấy là một vài cái góp ý của mình. Vì còn xét về các bộ bài tập thì hơi chủ quan một chút, thì hôm nay thì khối mà khiến cho mình thấy rằng là có cái sự chuẩn bị chu đáo cũng như là có cái phần trình bày ấn tượng, khối nào cũng rất là tốt, nhưng mà khối mà mình thấy có cái, và trong cái phần phân tích thì khá là sâu sắc là khối 3, các thầy cô của khối 3. Thì tức là đây là quan điểm riêng của mình thôi nha. Còn nhưng riêng khối mà có cái phần đúc kết cái phần mục đích giáo dục mà mình thấy rằng là có cái sự sâu sắc, và đấy là cái quan điểm riêng của mọi người, đấy là khối 5, khối 4 ạ, khối 4 ạ. Dạ. Thì mình thấy các thầy cô đã tự viết ra cái góc nhìn của mình khá là sâu sắc, đặc biệt cái từ sống mòn mà mọi người đã sử dụng. Rồi. Thì đấy là góc nhìn riêng của mình, còn mình sẽ không nhận xét sâu chi tiết là bài tập đâu, bởi vì nó thứ nhất là nó chưa cần thiết ở giai đoạn hiện tại. Mọi người cần cho mình một con đường đã, nhận xét luôn sợ rằng là nó sẽ bị quá là uốn nắn. Mọi người cứ thực hành theo cái điều mà mình mong muốn, và cái quan trọng hơn là tìm cho mình một cái hướng đi. Dạ, thì đấy là những cái điều mà mình chia sẻ trong buổi ngày hôm nay, ngắn gọn như vậy thôi, có vài dòng như vậy, và cũng là cái điểm khởi phát cho chúng ta sẽ tiến bộ trong thời gian sắp tới, thực hành. Và quan trọng nhất như mình chia sẻ trong cái phần 9 bước tự học là cái năng lực tự tư duy, tự học. Cái văn hóa đọc phải giúp chúng ta tự tư duy được, tự phân tích được và biến những cái dữ liệu mà cuốn sách cung cấp để chúng ta nhào nặn cái tư duy của mình. Ví dụ như là cái chi tiết mà chúng ta đọc về cụ Hoàng Đạo Thúy và cụ Hoàng Đạo Thành, đúng không nào? Thì chúng ta phải lôi được về tư duy của mình. À, chúng ta tư duy ẩn đằng sau điều đó có bài học gì không? Ẩn đằng sau tất cả những cái thông tin mà cuốn sách cung cấp, chúng ta đúc kết được bài học gì của riêng mình. Điều đó quan trọng hơn là chúng ta thuộc cụ Hoàng Đạo Thúy nói thế nào về giáo dục, chúng ta thuộc cụ Nguyễn Duy Cần nói thế nào về giáo dục. Thuộc điều đó cũng tốt, nhưng nếu như chúng ta tự nhào nặn cho mình một cái quan điểm của riêng mình thì chúng ta sẽ tiến bộ từng ngày. Thì năng lực tự học và tự tư duy của chúng ta bắt đầu được tiến bộ. Dạ, và buổi ngày hôm nay nó chính là buổi nó liên quan bước 4, 5, 6 trong 9 bước tự học của mình. 4, 5, 6 là tất cả mọi người trình bày, kiến giải, chia sẻ với nhau. Đấy, bởi vì cái không gian của chúng ta hay là cái thời gian của chúng ta không có nhiều, cho nên là chúng ta chỉ chấp nhận là nó được như thế này thôi, thì phải rất là hoan hỉ thôi. Chứ còn thực ra nếu như mà để mà sâu hơn nữa, chúng ta sẽ tạo ra những nhóm nhỏ, mọi người thảo luận với nhau gay gắt hơn nữa và đàm luận với nhau. Đấy, đàm luận thôi chứ không có tranh luận. Đàm luận tức là tìm ra cái đúng, còn tranh luận là tìm ra người đúng. Thì tìm ra người đúng thì kiểu gì cũng sẽ cãi nhau, còn tìm ra cái đúng thì bắt đầu mình sẽ có cái sự nhìn nhận nhau. Dạ, thì chúng ta sẽ đàm luận với nhau sâu hơn nữa, thảo luận nhóm nhỏ hơn nữa. Và rất là hy vọng rằng là ở đây chúng ta chia nhóm rồi thì các thầy cô nên có những cái lịch ngồi cạnh nhau, ngồi bên nhau, và mình ngồi vòng tròn lại, mình chia sẻ kỹ lưỡng hơn về những cái gì mà mình làm, mình học. Thì nó sẽ tạo ra cái tư duy đa chiều, và lúc đó mình chia sẻ nó mới thật. Còn những gì mà các thầy cô chia sẻ trong buổi ngày hôm nay, đôi khi ở đâu đó chúng ta thử nhìn lại xem, hình như chúng ta vẫn có gì đấy nó vẫn theo phải tuân thủ theo tác giả, vẫn phải nói lên những cái điều đôi khi nó mỹ miều, nó hay, nhưng đôi khi trong lòng mình thấy không đúng. Nhưng khi mà mình nhóm nhỏ với nhau, mình chia sẻ từ tận thật từ đáy lòng của mình, thật sự là như vậy nha. Thì chúng ta sẽ cố gắng để chia sẻ nhóm nhỏ nhiều hơn. Rồi, thì mình cũng sẽ kết thúc cái phần gọi là tóm tắt cái nội dung buổi ngày hôm nay, buổi đại hội quả vàng. Xin một tràng vào tay cho tất cả hội nghị của chúng ta là đã diễn ra cơ bản là thành công. Dạ. Biết ơn thủ lĩnh Quang Minh rất nhiều. Dạ, bây giờ thì đến cái phần liên quan tới phần hái quả, đúng không ạ? Thì không biết là ở đây các thầy cô có chuẩn bị giấy chưa? Có rồi. Giấy rồi đúng không ạ? Vậy thì hôm nay đại hội quả vàng mà, chúng ta sẽ xử lý quả vàng nhé cả. Có giấy màu gì đấy ạ? Màu vàng đúng không ạ? Vâng, chúng ta có vâng. Quả vàng. Quả vàng tức là quả mà cái suy ngẫm của mình, của riêng mình. Vậy thì hôm nay bây giờ mình mong muốn rằng là chúng ta sẽ có khoảng tầm 5 đến 10 phút ngay bây giờ. Các thầy cô mình viết hết bây giờ chúng ta buông hết tất cả những gì mà từ cụ Thúy nói. Chúng ta hãy trở về cái nguyên bản của mình, và các thầy cô có thể chọn cái câu cuối cùng. Dạ, cuối cùng nha, cái câu cuối cùng.
mà trong đề bài mà ban tổ chức đã giao á, là mục đích của giáo dục đúng không ạ? Đó, thì sau khi tất cả đó thì các thầy cô bây giờ chúng ta cùng viết cái quan điểm của mình là theo góc nhìn của riêng mình thì mục đích của giáo dục là gì? Được không ạ? Đó, chúng ta có thể là đọc lại những cái gì mà cụ cần cụ Thúy nói cũng được. Nhưng cơ bản là cái điều chúng ta viết ra là cái điều chúng ta thực lòng thấy đúng. Thì bây giờ xin mời các thầy cô, có thể là mỗi một thầy cô một quả vàng, hôm nay là đại quả vàng, mình cứ hái quả vàng trước. Sau đó tuần sau mình, một số tuần sau mình sẽ hái quả đỏ. Còn quả xanh là hôm nay là cơ bản là mình thấy quả xanh rồi. Hôm nay tất cả những cái phần chia sẻ của các thầy cô thì là quả xanh rồi. Đấy. Dạ vâng ạ, bây giờ thì các thầy cô sẽ thực hành ạ. Viết những điều mình, mục đích của giáo dục là gì, phải không? Quan điểm riêng của mình. Cả nhà cũng có thể xem lại cái kiến thức về quả xanh và quả đỏ, quả vàng như thế nào ấy. Quả xanh, quả vàng, quả đỏ như thế nào để chúng ta sẽ hiểu rõ. Đây là một cái để tham khảo ạ. Xong rồi cuối chương trình tất cả các thầy cô anh chị em cùng hát bài 9 bước tự học cho nó vui.
Chị Quyên ơi, các cô xong chưa? Đã ai xong rồi? Chị Hoa xong rồi ạ. Dạ, mình có thêm 3 phút nữa nha. Thầy cô mình. Dạ. Sau khi mà mình xong sản phẩm là mọi người sẽ lên sẽ đọc cái quả vàng của mình lên và sẽ tự tay gắn lên nhé. Ở đây em nhìn như này này, cho nó ấy nhá, là bây giờ thì ai xong ạ cứ gắn lên, sau đó thì mình đi qua một vòng mình đọc của nhau, không mình không phải đọc lên nó tốn thời gian chị ạ. Vâng đấy, sau đó mình giống như kiểu đi triển lãm ấy, xem triển lãm ấy. Đấy, xem tranh này là tranh toàn chữ. Sau đó thì nhờ một cô, ví dụ cô nào thuyết trình hay rồi nói lưu loát một tí, mình quay lại video mình giới thiệu với cây này cho mọi người, mình có thể đăng lên trên các trang nội bộ của nhóm mình ấy, hay là mình sẽ đăng trên kênh fanpage của trường cái gì đấy chẳng hạn. Nó làm cái hoạt động văn hóa nội bộ rất hay. Ok thủ lĩnh, ý tưởng rất hay ạ, nhà trường thực hiện như vậy. Đúng rồi. Các cô dán chỗ nào cũng được ạ, cố là dán cái chỗ nào mà mọi người nhìn thấy được dễ nhất nha, để tránh trường hợp là mình phải dán chỗ nào cho mọi người ít đọc. Đấy, rồi cô Quyên điều phối một thầy cô làm cameraman, mình chụp ảnh cái đoạn mà mọi người đang ở đây này. Đấy. Sau một tháng nữa chúng ta nhìn cây nhà chúng ta rất là nhiều. Chí quả con quả to như thế nào? Con để em đóng cho chắc. Đây chị. À cái này nó cái này nó chắn một cây còn dám sáu nha. Cô Thủy quay nghiêng cái không thì là chỉ quay cái lưng thầy cô thôi. Quả của cô Hoa to nhất và chữ rõ nhất đấy. Không ai chịu gán thành chung với ai nhỉ? Ai cũng thích độc lập nha. Không ai chồng lên ai, không ai thích tạo chùm với ai. Còn ai chưa hái quả, chưa có quả không nhỉ? Còn ai chưa dán quả lên đây không nhỉ? Đây còn nhiều quả dán đó. Đây còn nhiều quả. Có lẽ là người ta thì cũng không có nhiều lắm. Thế nhưng mà các thầy cô cũng đã có sản phẩm của mình rồi. Nên cái điều tâm huyết. Có một số những cái sản phẩm của các thầy cô. Có lẽ là lát nữa thì là nhờ cô Quyên sẽ chụp một vài cái quả này để mình gửi lên nhóm cùng cận cảnh ấy.
để chúng ta làm sản phẩm này. Thế xin phép được đọc một vài những cái chia sẻ của những cái đúc kết sản phẩm quả vàng của các thành viên nhé. Và mình cũng xin phép là mình không đọc tên các bạn đâu. À, đây có một cái quả vàng ở góc ngoài cùng rất khiêm tốn này. Mục đích của giáo dục là phát triển toàn diện con người, và điều đầu tiên là phát triển đạo đức nhân cách, sau là tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ, có phẩm chất, năng lực. Cái quả tiếp theo nữa là mục đích của giáo dục là tạo ra những con người có đủ đức, trí, thể, trí công, tức là con người toàn diện. Và có một cái quả, tôi xin đọc một cái quả ở đây. Mục đích của giáo dục rất ngắn gọn thôi, đó là phát triển toàn diện con người, gồm đức, trí, thể, trí công. À, một quả nữa thì lại có cái ý kiến khác một chút. Mục đích của giáo dục là giúp cho học sinh trở thành người con có hiếu, có tâm với thiên hạ, biết đạo người, sống hợp lý lẽ, hợp đạo trời đất, rồi xây dựng dựng được gia đình bền chặt hạnh phúc, giúp đất nước ngày càng mạnh. À, còn cái quả to nhất ở giữa này mới chính rõ nhất là mục đích của giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam, trí thức có ý chí, nghị lực, trí công vô tư, hướng thiện, tự tin, lạc quan, sống phù hợp với lẽ trời, với thế giới xung quanh. Và rất là nhiều những cái quả vàng của các thầy cô ạ. Và thế sau đây là một cái phần mà tôi chỉ tóm tắt một vài sản phẩm của các thầy cô thôi. Thế và cái cây này với những quả này thì chúng ta cứ để ở đây để sau mình những cái quả vàng, những quả đỏ để tiếp tục tan xem cho cái cây ba gốc đạo đức trí tuệ định lực này. Và hôm nay thì cũng là bài thực hành đầu tiên của các thầy cô, để tới đây các thầy cô cũng sẽ thực hành đối với các con học sinh ở trên lớp của mình, để các con cũng có những bài học tương tự như các thầy cô ngay, đúc kết những câu chuyện, đúc kết những cái điều mà cần bắt đầu kinh doanh vì muốn có mức thu nhập tốt và một công việc tự do về thời gian để có thể làm được. À, xin phép được nhường mic cho các thủ lĩnh ạ. Dạ, bây giờ thì kết thúc rồi, cho nên là bây giờ xin mời tất cả các thầy cô mình cùng nhau làm một cái tiết mục văn nghệ để kết thúc cái chương trình nha. Dạ, bây giờ mình các thầy cô, tại vì mình trong hết cái buổi chúng ta bế giảng đấy, hay là cái buổi ngày 24 tháng 9 thì rất là mong cô Quyên tổ chức được cho các thầy cô là tự hát được bài này nha, bài 9 bước tự học ạ. Dạ. Nhà mình làm được không? 24 tháng 9 là mình còn 2 tuần nữa. Hai tuần nữa thì mình sẽ biểu diễn bài này trực tiếp. Biểu diễn bài này trực tiếp. Hôm đấy mình sẽ tạo ra cái ngày hội văn hóa đọc, thì Chiến tuyển Việt Nam cũng sẽ truyền thông để các thủ lĩnh ở miền Bắc cũng sẽ về. Và tùy duyên ai về được thì về, sẽ truyền thông để các thủ lĩnh miền Bắc tại về, đặc biệt là cụm miền Bắc 1. Đó thì mình sẽ có cái biểu diễn văn nghệ bài 9 bước nha. Rồi. Thì ở đây chúng ta cùng nghe rồi các thầy cô hát theo nha. Mình thì không giỏi cái mảng thơ, mình thì chỉ có mạnh về thơ thôi, còn nhạc thì không có mạnh. Đấy, nên chỉ có hô hào phát động được thôi. Dạ. Trong tâm vỗ tay theo đi. Trong suy xét không nhầm, bước ba đúc kết trọng tâm vấn đề, vẫn dồn dù có trăm bề cũng phải biết được lời thề từ tâm, đó là bước bốn thầm thầm để gì phù hợp nâng tâm bản thân, bước năm trí tuệ chân nhân để thể hiện trí giả chân tỏ tường, ta cũng đừng vội xem thường lời khuyên góp ý người bước sâu suy ngẫm lặng thinh, ta cần quyết định lời mình ra sao, hành động không hề đốn nào sang bước bảy. Nhìn nhận đánh giá lại ngay, không hề chậm chế lung lay tinh thần, đó là bước tam chuyên cần, ta phải xem xét từng phần.
nào, bước chín điều chỉnh ra sao lại hiền. Lời rộng lớn vô biên, đi theo chính bước an nhiên tỏ tường. Dù đi trăm nẻo quan đường, lòng ta luôn nhớ đêm trường tuyệt vời. Thận trọng suy xét không nhầm, bước ba đúc kết trọng tâm vấn đề. Bận rộn dù có trăm bề, vẫn phải tiếp lên lần đầy tâm. Đó là bước bốn thập thâm, cái gì phù hợp nâng tâm thần. Bước năm trí tuệ chân nhân, nơi thầy hiền trí già chân tỏ tường. Ta cũng đừng vui xem thường, lời khuyên con đi quay đi. Vâng, không sao, quan trọng là vui, quan trọng là nhớ. Và đấy, cái câu cuối cùng là dù đi trăm nẻo vạn đường, lòng ta luôn nhớ đêm trường Viễn Ôn. Mình học tập là phải suốt đời, chứ không phải là học học một tí rồi lại dừng. Nó là cái câu chuyện dài hơi. Và rất là mong nếu như các thầy cô, đặc biệt là các cô giáo tiểu học, thì có thể làm được là mình mà nghĩ ra được các bài múa theo cái này thì cũng hay ha. Đấy, sau đó thì các ngày 20 tháng 11 hay gì đấy mà dạy cho các con hát thuộc bài này, sau các con múa bài này cũng được. Thì đây là những ý tưởng mà Chí Tuệ Việt Nam mong muốn là thông qua những cái buổi văn nghệ như vậy, nhưng mà mình lại ghim được những cái thông điệp quan trọng, nó phục vụ cho công tác giáo dục và đào tạo. Rồi ạ, thì chắc là buổi ngày hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Xin cảm ơn các thầy cô đã dành thời gian để học tập và cùng nhau sinh hoạt rất là ý nghĩa như thế này. Cảm ơn các thủ lĩnh, các cụ đã có mặt để hưởng ứng cũng như là quan sát. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị em ban tổ chức ạ. Cảm ơn cả nhà. Xin gửi lời vô cùng biết ơn thủ lĩnh Quang Minh, các thủ lĩnh văn hóa đọc miền Bắc, các thủ lĩnh đã tận tình để đồng hành cùng với thầy trò trường tiểu học thị trấn số 1 ạ. Thế và trong thời gian vừa qua thì các thầy cô cũng đã có những cái chút bận bịu mà cũng chưa toàn tâm toàn ý cho việc học. Thì chúng tôi trong tuần tiếp theo cũng sẽ cai gen đúc kết và sẽ rút kinh nghiệm để mà cái việc học của mình sẽ được tập trung hơn và sẽ hiệu quả hơn để áp dụng vào công việc với học sinh của mình ạ. Vô cùng biết ơn ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn cả nhà. Xin phép được tác dụng ạ. Và mỗi buổi đào tạo thì chúng ta sẽ có những cái bài rèn luyện ạ. Mình sẽ chú ý ở trong nhóm ạ. Và mình cùng nhau thực hiện cái văn hóa xác nhận. Rồi chúng ta sẽ thả tim và hoặc là phản hồi những tin nhắn để mình chắc chắn là mình nắm rõ thông tin ạ. Vâng ạ. Xin chào cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ ạ. Chúc các thầy cô có một cái buổi thật là hạnh phúc và tràn đầy năng lượng và gắn kết yêu thương nhau ạ. Cảm ơn các thầy cô ở đầu cầu Lục Ngạn ạ. Cảm ơn thầy Thắng. Chào các thủ lĩnh ạ. Em chào các thầy cô ạ.